sẽ học một cái phần kỹ thuật hướng dẫn các bạn lead guitar. Ok. Rồi, thường thường lead guitar thì mình nói luôn ra, thường thường những bạn học được cái phần kỹ thuật lead guitar đa số những các bạn phải biết chơi đàn sơ sơ rồi, cái căn bản rồi chúng ta mới chơi được những kỹ thuật này, tại vì nó hơi khó là gì nè. Đi nốt rất là nhanh, thứ hai nữa su bend rất là thành thạo, các bạn mới áp dụng chơi được ha, cho nó phù hợp. Và đặc biệt feel nữa, nó lơi nhịp rất là nhiều, cho nên những các bạn nào mà chưa có biết căn bản chứ khi học cái này hơi khó lắm. Ok ha. Nhưng mà các bạn cứ học được như thế thì học thôi, chứ không ai gì. Nhưng mà đây là những clip video hướng dẫn đa số là nâng cao dành cho các bạn muốn mà nâng cao về kỹ thuật của mình. Rồi, bây giờ ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là lead guitar trên cái điệu solo sharp. Solo, các bạn hiểu vấn đề là cái điệu solo sharp là nó rất là phổ biến, và đặc biệt là những cái bài mà rumba bolero á các bạn, cái phần mà giang tấu á, là chính đó là những cái phần mà các bạn lead guitar trên solo sharp đó. Các bạn hiểu vấn đề hay, có nghĩa là cái điệu rumba bolero thực chất cái phần điệp khúc của nó chính là điệu solo sharp. Cái phần điệp khúc của rumba bolero là cái phần điệp khúc á, trống giòn 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 á, thì vật đó là chủ yếu là solo sharp đó. Cho nên là mình hướng dẫn các bạn trên điệu solo sharp mà chúng ta sẽ áp dụng vô cái điệu rumba và bolero luôn, cái phần giang tấu luôn. Tại phần giang tấu đó là chúng ta thực hiện cái trên cái điệu solo sharp mà, cho nên cái phần này chúng ta có thể áp dụng qua cái điệu rumba bolero luôn. Ok ha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng hướng dẫn các bạn trên tông la thứ, và chúng ta chỉnh trên bass lên là cộng 5 cho tiếng lead guitar nó sáng một tí. Và tiếng lead guitar thì các bạn có thể sử dụng cái bộ sampler của Trần Khánh, trong đó có cái tiếng guitar đó là Guitar Hero. Thì cái tiếng guitar này Trần Khánh đã chỉnh sửa cái tiếng guitar này rất ok, rất là chất lượng, rất là dày. Còn nếu mà chưa có cái bộ sampler này á, thì các bạn nếu mà muốn sở hữu nó thì cứ gọi cho Trần Thánh qua số điện thoại là 0772 621 622. Còn nếu bạn nào có rồi thì chúng ta sẽ chọn tiếng guitar hero, hoặc thôi các bạn chọn một cái tiếng guitar nào bạn cảm thấy là ok cũng được. Có thể nếu mà bạn muốn hay hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái tiếng guitar gầm là guitar này nè các bạn. Gầm, đây là guitar gầm đó, cũng được ha. Rồi, bây giờ mình trả lại vấn đề luôn ha. Đó là mình chọn tiếng guitar hero. Chính đây bóp lên là cộng 5 nha, chúng ta hướng dẫn đưa các bạn trên là la thứ luôn ha. Rồi, bây giờ nốt thì chúng ta bắt đầu bài luôn nè. Tempo ở đây chúng ta sẽ lên là 65. Giờ. Bây giờ là nốt các bạn nhìn trên cái màn hình hợp âm á, thì bây giờ á cái chỗ nào mà các bạn bỏ hợp âm kịp á thì chúng ta bỏ, còn không kịp thì thôi, hợp âm thì có trên màn hình luôn ha. Rồi. Câu đầu tiên nè ha. Mi la si do. Rồi tiếp si do son fa. Si do son fa. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ hợp âm la thứ, sau đó mình vô nhịp là nghe chỗ sa phách ba được. Mi la si do son fa. Nghe nốt fa là nghe phách mạnh. Chúng ta bỏ hợp rê thứ ở chỗ này. Tiếp tục mi fa. La la. Lá lá thì chúng ta, các bạn chú ý nè, lá lá thì chúng ta sẽ đẩy nút son lên nút lá. Ok ha. Có nghĩa là nút son đẩy bên lên, đẩy hết ga luôn bên 2. Mi la si do son fa di fa la la. Rồi, đó là một cái câu đi chạy dài. Rồi, lại. Mi la si do son fa di fa la la. Nhớ nha các bạn, khi chơi lead guitar thì các bạn chia bên ở đây là hệ số bên là bên 2 nha. Thì có nghĩa bên 2 có nghĩa là đẩy hết ga luôn, hết ga bên luôn là nó sẽ ra hai cái nửa cung cái bên 2. Còn nếu mà các bạn bên 1 quá thì thí dụ mình đẩy son, mình đẩy cái hết ga nó lên có nút son thăng à. Còn bên 2 đẩy lên đến la. Ok ha. Dạ. Tất cả các thao tác này đều nhanh hết. Rồi, tiếp tục. Si do do la mi. Cái câu si do do la mi các bạn chú ý nè, si đờn nút si, do do chúng ta đẩy si lên. Mà các bạn nhớ là đẩy bên là có cái này lại đỡ phần nửa à, nặng si lên do tại cái nốt nửa cung à. Si do do rồi la mi. Nốt mi nếu mà đờn mi không khá đơn điệu, chúng ta rung ngay nốt mi, rung bên. Rung bên là sao? Rung bên là cái vị trí bên bình thường nó vậy ha. Các bạn cứ rung ngay cái vị trí ngay giữa này, rung nó vậy nè. Nó sẽ tạo ra âm thanh vậy. Ok ha. Cái bên của mình nó hơi nhão tí, cho nên nghe nó hơi lạ đấy, mà không sao, vẫn còn nghe được. Ok. Rồi.
Chỉ đâu đâu là phải bị ta lá lá. Chỉ đâu đâu là mày. Thế đó chưa? Chúng ta phải tập nhanh thao tác này ha. Si đô đô nghe chỗ đó bỏ là thứ. Rồi làm lại nè. Mi ta si đô si đô sông pha mi ta la la. Si đô đô la mi. Mi đẩy bên ok. Rồi áp dụng vô nhịp như thế nào con này luôn ha. Ha mình hướng dẫn qua lần rồi mình áp dụng vô nhịp vô sao ha. Các bạn thuộc nó qua lần luôn nè. Rồi si đô đô la mi rồi đúng không? Tiếp tục. Mi mi đi. Mi đây mi đây. Mì, mí, rê. Chỗ này bỏ rê thứ. Nhưng mà rê chúng ta rung chỗ này. Rung bên ha. Rồi mí rê, nghe nút rê. Rồi mì đố si. Si rung bên luôn. Chỗ này bỏ mi bảy. Rồi si, đô, rê, mí. Thì các bạn chú ý nút mí cuối cùng nè. Si, đô, rê, mí. Cái nút mí á, chúng ta sẽ đẩy bên rê để kéo lên mí. Si, đô, rê. Rồi đợi nút rê riêng kéo lên mí. Có nghĩa là chúng ta đàn hai nút rê, cái nút rê thứ hai chúng ta kéo lên mí ha. Si đô rê mí. Ok, rồi. Rồi. Mi mi rê, mi đô si, si đô rê mi. Ok. Rồi tiếp tục ha. Thôi bây giờ làm vô nhịp cái từ đầu tới đây đi ha, rồi bây giờ mình tính riêng. Chúng ta bỏ phách 1, phách 2, phách 3, 1, 2, 3, rồi chúng ta mì la si đô nằm ngay phách 4, nút đô nằm ngay phách 4 này. 1, 2, 3, mì la si đô, ok, mì la si đô 4, 1, 2, 3, mì la si đô, mì đô sấm pha, ngay nút pha là ngay phách mạnh, ok. 1, 2, 3, mì la si đô, mì đô sấm pha, mì pha, la la. Si đô đô, nút đô thứ 2 nó nằm ngay phách mạnh. Một, hai, ba, mi la si đô si đô sấm pha mi fa la la si đô đô la mi mi rê nút rê nó trước cái phách mạnh một tí xíp, còn thôi bạn đàn nghe phách mạnh cũng được nhưng mà trước nó lại hay hơn, ok ha. Mi mi rê mi đô si si đô rê mi đó là rồi làm lại đầu đó. Một, cái nốt mí này á các bạn, cái đây là cái điểm nhấn, tức là nó đang ngưng một khoảng cách mới tới câu tiếp theo, cho nên cái nốt mí này các bạn đẩy bên từ từ cho nó nghiến để tạo cảm giác cho cái người đó là họ cuốn theo đó, nó cuốn con người ta cuốn theo cái này. Còn nếu mà bạn đàn liên tục thì cái đó nó bình thường. Còn nếu mà đàn nhỉ, tại với điều kiện là cái câu tiếp theo của mình á, là nó có một cái khoảng cách mình mới nghiến chậm được. Ok, làm lại một lần nữa. Một và hai nè. Ba mi la si đô mi đô sấm pha mi fa la la. Si đô đô la mi. Mi mi rê mi đô si. Si đô rê mi. Rồi tới đây rồi tiếp theo. Ok, thế đó ha. Nó không có khó, nhưng mà khó cái chỗ là các bạn đi bend thôi. Ok. Bend dưới lơi nhịp á. Rồi tiếp tục nè. Mi fa son lá. Câu mi fa son lá. Mi fa son. Và nút lá chúng ta sẽ đẩy nút son lên. Chỗ này chúng ta bỏ pha trưởng. Mi fa son lá. Tiếp tục. Đô si. Đô si các bạn có thể là đẩy cái nút đố, nút si này lên là đố, rồi buông cái bên ra là ta thành si, là chúng ta đào một lần thôi. Đào một lần. Đố si ha, đố để si để lên đố, buông ra là si, ok ha. Đố si, rồi tiếp tục. Mi fa son la, đố si, la son fa mi. Cái chỗ đố si chúng ta bỏ son trưởng cho đó, lá son pha mì chúng ta bỏ đô trưởng cho này.
Đây là pha tử nè. Cái đô si không bỏ son trưởng được tại nó quá nhanh, bạn không cần thay đổi chỗ đó. Mi fa son la. Đô si la son fa mi. Chỗ mi chúng ta rung bên. Nó cũng nhạo dữ, bên hơi nhạo dữ à. Rồi, ok tiếp tục. Si do re. Si do re, si do re. Nhưng mà rút re chúng ta nhấn đồ đẩy lên bên lên re. Có nghĩa là chúng ta đàn hai nút thôi nha các bạn. Xì đô rồi nhấn đô đẩy lên rê. Chỗ này bỏ rê thứ. Tiếp tục. Phá mi. Phá mi thì chúng ta đẩy mi lên phá nè. Rồi buông ra. Đúng không? Phá mi. Chỗ này bỏ mi 7. Rồi. Sơn thăng. Si la. Sơn thăng. Si la. Các bạn có thể đánh đờn sơn thăng. Xí đẩy la lên, lên xí. Buông ra là la luôn. Ok. Còn phải đầm đầy đủ này vậy. Ok, hai dây vậy. Rồi, chỗ này bỏ la thứ. Rồi, xong vậy là coi như là cái phần sau nha. Bây giờ mình thực hiện cái phần sau. Mi fa son la ra đi ha. Mi fa son la. Do si fa son fa mi. Si do re. Fa mi son si. Ok, vậy là phần xa, bây giờ vô nhịp phần sau. Mi fa son la nghe phân mạch. Đang nghiến, mình đang nghiến nút mí á. Mi fa son la do si la son fa mi. Ok, đây. Lại phần sau. Rồi. Làm lại nguyên từ đầu luôn ha. Rồi. 1 2 3. Mi la si do si do son fa mi fa la. Rồi, như vậy là làm sao? Làm lại một lần nữa. Ok, 1 2 3. Mi la si do si do fa mi fa la la. Si do re fa mi. Mi re mi do si. Si do re mi. Phần trên là chúng ta là đánh trên cái nền gốc. Bây giờ các bạn thấy là Trần Khánh khi mà mình đàn lại thì mình có cái gì, có nghĩa là nó hơi khác tí so với cái gốc, không có nghĩa là chúng ta có những cái điểm chúng ta feel ra một tí. Thì bây giờ mình chỉ các bạn hướng dẫn các bạn feel trên cái nền gốc, những cái điểm mà cần chúng ta cần feel thêm nốt, bớt nốt, nhấn bên làm sao sao đó. Thì ví dụ đi, cái câu đầu tiên mi la si do si do son fa, ví dụ cái câu đó đi ha, thì các bạn có thể thêm nốt mi la son la si do son fa, mình thêm nốt á. 2
mi rê mi la sol la, mi rê mi la sol la si đô. Cái câu này là câu lót trong điệu rumba nè, mình áp dụng vô trong đây luôn. Thêm nốt mi rê mi la sol la si đô, rê mi sol fa mi fa la la. Thêm nốt phần đầu. Thì thay vì hai nốt, các bạn có thể đàn 3-4 nốt bình thường mình liếu ra ha. 1, 2, 3. Đó, như vậy bạn đã, các bạn đã tạo ra một cái câu nó coi như là nó rọt hơn so với cái một cái câu gốc rồi. Câu gốc nó đơn giản như vậy thôi. 1, 2, 3 mi. 1, 2, 3 mi la si đô di đô sol fa. Chúng ta nếu mà chúng ta đàn như vậy đúng gốc nhưng mà nó hiền quá, cái câu nghe hiền quá. Bây giờ feeling một tí xíu, rồ tí xíu. 1, 2, 3 mi rê mi la. Đó, cho lá đại đi. Rồi cái đầu mình lắc đại vô đại đi. Cho ta nhìn vô thấy rồ. Đó lá. 1, 2, 3. Rồi si đô đại cái nút đô. La mì mi re đúng không? Mì mi re mình có thể đàn vậy cũng được mà bây giờ nè. Mì mi re mì đô si bắt qua luôn. Ví dụ vậy, mình ví dụ ta. Các bạn không hiểu như nó về rồi. Bạn chắc cái góc là vậy, bạn có thể thế này nhỉ. Rồi tới cái câu mà si do re mi, các bạn chú ý chỗ này. Si do re mi. Các bạn nhấn nó mí thiệt là nhiều đừng mí đi. Rồi. Các bạn có thể thêm cho mình này nè. Rồi. Mi son mi re mi son mi re mi. Mi son mi rê mi son mi rê mi, đánh dày để làm chi? Khi mà các bạn đánh nhanh lên nó sẽ tạo ra như thế này. Có nghĩa là chậm ha, mi son mi rê mi son mi rê mi son mi rê mi son mi rê mi. Để làm chi? Mình tạo ra chỗ điểm nhấn đó là nhà si đô rê. Mình sẽ bắt qua cái câu là mì pha son lá. Mì son mì rê mi son lá. Mình đánh phiếu thì mình nhanh chỗ nào luôn ha. Xong bắt đầu cái mì pha son bắt luôn mì pha son lá. Thay vì nãy mì pha son lá nằm dưới đây thì bây giờ mình bắt luôn ở chỗ này luôn cũng được. Quảng táo mình đàn sao mình đang cao trào mà. Mình phiếu rồi các bạn cứ thoải mái thôi. Ok, đẩy qua mì pha son lá đây này. Rồi bây giờ nãy đô si nằm dưới đây, mình ở trên đây luôn cũng được. Không thôi kéo gì. Không thôi đợi trên đây luôn. Lá son pha mì. Lá son pha mì. Thì cái nãy mình đợi á, vô cái thao tác từ này mình ra nè. Son mì rê mi, son mì rê mi. Thì mình áp dụng như chỗ mà son pha, son lá son pha mì cũng được. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Có phiêu tự nhiên cho đó ra. Rồi mình chọn cái chỗ mà si đô rê đúng không? Si đô rê thì bây giờ các bạn có thể đàn như si rê. Fa mi. Fa mi rê mi, fa mi rê mi đúng không? Đó là những cái chỗ mình feel. Rồi bây giờ mình làm từ từ nha. Cái chỗ mà mi mi đi, chỗ đó đi ha. Là ha, feel. Tức là mình đào được cái góc rồi. Các bạn feel ra thế này.
Rồi đó là cái feel, feel trên nền gốc. Rồi feel mỗi người một cách feel. Cái đó là vài cái mẹo feel feel để cho các bạn đi nhấn nhá thêm. Các bạn nhớ thì cái này học thêm được cái này nè. Sơn mì đề mi, sơn mì đề mi rất hay nha. Feel trên nền gốc có nghĩa là sao? Tức là cái sườn, có cái sườn chúng ta thêm thắt dựa trên cái sườn đó thôi. Chúng ta không đi ra ngoài, không đi ra ngoài cái khung, dựa cái trên cái nền hòa âm, những hợp âm đi tới đâu, nhịp bao nhiêu là chúng ta đi. Nói chung là nó giống na ná cái sườn luôn, không có gì khác, mà chúng ta chỉ thêm bớt nốt. Còn thôi là nhấn bên, nhấn nhá bên rồi kéo này chỗ kia, kéo chỗ kia, giãn ra là gần vô vậy đó. Đó là cái đó feel trên nền gốc. Còn các bạn có thể feel dựa trên cái gốc này, chúng ta feel trên cái nền khác, có nghĩa là thay vì chúng ta lấy một câu hai câu trong đây thôi, còn những câu sau các bạn có thể đi biến chuyển cái giai điệu khác. Đó là tư duy âm nhạc rồi, để phát triển tức gọi là tư duy rồi. Tư duy là có nghĩa là chúng ta sáng tạo ra dựa trên một cái gì nó có nền nó có sẵn á, rồi nên ná dùng là chúng ta làm theo. Ví dụ chúng ta có thể lấy một câu đầu của cái bằng này rồi chúng ta kép một cái câu chúng ta các bạn sáng tạo chúng ta đem vô, nó cũng vẫn ok. Ví dụ ha, lấy câu đầu của bài này, 1 2 3, vẫn lấy câu này bình thường. Những câu sau mình đã đi khác rồi. Và cái việc khác như thế này là do tư duy âm nhạc của mọi người nhé. Rồi các bạn chủ yếu là các bạn làm đúng ngay gốc này là được rồi, không chúng ta không có phim gì đâu, đúng ngay gốc này thôi. Như ban đầu thì hướng dẫn đúng chi tiết và kéo bên đúng chuẩn nhịp nhàng, ok là tuyệt vời, đúng quá hay luôn, rất hay luôn. Rồi không cần, còn nếu mà cho là khá hơn tí nữa thì chúng ta feel bớt nó, thêm thắt nốt gì đó cho nó rõ hơn tí. Còn các bạn nào mà phát triển hơn nữa thì dựa trên này chúng ta feel ra những cái giai điệu khác. Thực chất mình đi mình nói theo các bạn là cái phần lead guitar thực chất nó đồng ý là nó khó, nhưng mà do là các bạn chưa có hiểu nắm rõ về nó. Chứ thực chất nếu mà chúng ta nắm rõ được kỹ thuật bend và liếng lái nốt này khi nhấn ra thì chắc nó rất là dễ. Nói thôi chứ cái gì cũng phải tập hết, ok các lớp à. Rồi với ba mọi người chúc mọi người sức khỏe nha, rồi nhớ đăng ký để theo dõi video tiếp theo của thằng Khánh. Và đặc biệt các bạn nếu mà trong thời gian dịch này nè, chứ các bạn không tự học, nói chung những các bạn nào mà mới học á trên mạng á, mình hứa với các bạn chắc chắn các bạn không bao giờ mà tự học được đâu. Các bạn phải cần một cái người hướng dẫn. Nếu các bạn cần hướng dẫn thì các bạn có thể đăng ký một lớp học online để chúng ta có thể được hướng dẫn trực tiếp, hướng dẫn chi tiết và có những video hướng dẫn các bạn riêng để các bạn tập rất là dễ. Tại vì các bạn khó khăn chỗ nào Trần biết để đi mình chỉnh sửa cái chỗ đó cho các bạn. Chứ bây giờ các bạn tập chung vào trên mạng, các bạn tập hoài cũng vậy, một cái năm nữa cũng vậy, đời cũng vậy, không bao giờ lên tay. Và thậm chí chúng ta làm sai chúng ta cũng không biết. Ok rồi, bye bye nha mọi người.